Chào anh em nhé. Cái buổi tối thì đi tuần này anh em. Đợt này tối trời thì tranh thủ phết con quốc ta này anh em. Con chẳng lịch mắt đỏ thì đợt này hơi yếu anh em. Đấy, còn thời điểm này anh em nào cần cái mẫu lưới 6 phân chuyên đánh quốc ta với cái chẳng lịch. Đấy, sau này thì anh em chuyển thành con gà nước Ấn Độ thì liên hệ mua lưới, số điện thoại để góc màn hình video. Ngoài ra thì cái cơ sở em là hỗ trợ phai tiếng cho anh em. Cái thứ hai nữa là anh em mua đồ ấy thì luôn luôn là tư vấn kỹ cho anh em, dùng loa nào đánh chim gì, dùng lưới nào đánh được chim gì anh em nhé. Đấy, còn đây là đang tay lưới 6 phân anh em, sợi 17. Hàng này thì chuyên quốc ta, quốc ta mấy cả chẳng lịch. Chẳng lịch vào con nào thì đóng lắm anh em, đóng treo luôn. Cái này thì vừa đóng lưới bắt được này. Đánh con chim này thì lại phải mang cái vợt đi anh em. Con nào quẩn ở ngoài thì ụp. Ok nhá. Này, tối đánh được đều đều thì quay cho anh em xem. Lót giang thì em đang đánh con quốc ta. Đây được một con quốc ta, con quốc mặt lem. Chẳng lịch chỉ được một đôi anh em. Còn về cái lưới đánh chẳng lịch với mắt đỏ này thì sử dụng là tay lưới 4/8 anh em nhé. Đấy, và đánh con quốc ta này thì sử dụng cái lưới 6 phân. Đấy, hoặc là 7 phân thì anh em có thể đánh chung cả trích. Đấy, nhưng đợt này thì anh em đang đặt cái lưới 4/8 với lưới 7 phân, 6 phân khá là nhiều. Cái lưới 6 phân thì trong thời điểm này anh em đánh chằng nghịch này, quốc ta này. Đấy, thời điểm sau thì anh em có thể là phang gà lướt họng trắng. Đấy, gà lướt họng trắng thì bắt đầu nó cũng đang di cư rồi anh em. Đấy, còn đây là mắt đỏ dính lưới đấy. Đối con mắt đỏ này thì những cái dòng lưới ưu điểm mà đánh nó thì chỉ có dòng lưới mắt 4/8 hoặc là 5 phân. Đấy, sợi cứ 13, 5 phân thì nó lọt nhiều anh em. Đấy, còn về lưới này thì bên nhà em chọn cho các bác sợi lưới cứ hải lợi, hàng bắt ngang ấy, đánh tỷ lệ chèo ít lắm anh em. Đấy, dính là chết thôi. Còn đây là cặp loa đánh chằng lịch này, loa chắc kèn thì đầu vụ anh em đánh rẽ run mà bây giờ mà kém kém thì có thể thay lưới rẽ run. Đấy, chúng ta đánh con chằng lịch hoặc là mấy hôm nữa này đánh con gà lướt Ấn Độ này. Đấy, cuối vụ cuối tháng 9 là đánh được. Còn anh em đánh con gà lướt Ấn Độ thì bao giờ cứ thấy nó vẩn về bàn rồi thì lúc đấy chúng ta đánh kia tay kia chả biết dính con gì, thấy nung nhông khả năng con chim to anh ạ. Tối hôm qua đánh quốc ta bạn này. Đấy, thì cái khoang này để 6 phân này, 50 mét bên này để 6 phân để bắt quốc ta cũng như là cái chằng lịch. Còn bên này thì mắt đỏ chính anh ạ. Còn 50 mét ở chỗ chằng lịch kia thì vẫn là chằng lịch. Đây, lưới 6 phân này. Lưới 6 phân này thì sợi cước 17 anh em. Sợi cước 17 hàng này thì chuyên quốc ta, chằng lịch và lớp Ấn Độ và lớp họng trắng này. Có hương, có lửa, có led. Thì đây là hai cái dòng lưới thông dụng để em đánh ở một bàn như thế này. Sẽ được chúng con gì thì dậy to lắm. Con quốc ta nữa thì được thêm 60. Như con cò. Cò anh ạ. Cò. Còn đánh này thì ưu điểm của nó thì khi chúng ta đánh con mắt đỏ với cả con quốc ta ấy, thì anh em có thể là phang chung một đôi loa được, đó là dòng loa toa. Đấy, toa thì ở đây có loa bát nhôm này anh em này. Đấy, hàng phóng tốt á, thêm dòng Việt Nam nó chỉ là loa lén thôi anh em nhé. Đấy, còn đây là dòng toa này, nó phóng xa này. Đấy, hoặc là con toa 10 Indo này. Toa 10 Indo này thì giá cả của nó thì bình dân thôi anh em. Đợt này thì nó về cái giá hợp lý thì anh em có thể đặt mua. Đấy, còn với chim cò thì hôm nay tổng kết nó chỉ thế này thôi anh em. Đấy, mới được hai con vạc nữa thì gọi là cũng tèng tèng. Đấy, gọi là bốn con vạc đi. Đấy, hai con cuốc và bốn con vạc thì nhân giá 70 2.8 lít. Đấy, được 3 lít anh em. Hai con chằng lịch hôm nay hơi kém so với mọi hôm. Đấy, còn dần dần thì thời tiết nó ổn định hơn thì con chim nó xô mạnh hơn thì đánh nó sẽ được nhiều hơn anh em. Thì anh em xem được video cần đồ đánh thì liên hệ nhá, số điện thoại mua đồ đánh em để góc màn hình video. Rồi, chào anh em nhá, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.